Chào các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Hôm qua mình vừa đi cái chợ đồ cũ ấy. Kiếm được cái con máy hút bụi này của Nhật này. Bị hỏng rồi, mình về mình hôm nay mình sẽ phục chế lại nó để tái sử dụng xem có được không nhá. Đây, con này nó chạy pin 7,2V, hàng của Nhật đấy. Tại thì nó chết rồi, không còn hoạt động nữa. Đấy, mình có lọc đầy đủ.
Như vậy là mình đã phục hồi được cái máy hút bụi mình mua ở chợ đồ cũ, hàng của Nhật, chạy rất là tít. Cái này hút không mạnh lắm nhưng mà nói chung là hút được, mằng nhện mằng nhiếc, và rất là tiện, đặc biệt là rất là tiện khi mà không có cần dây dợ gì, nó chạy bằng pin. Nguyên nhân là cục pin này nó chết, mình đã phục hồi nó lại rồi, bây giờ nó chạy ngon rồi. Các bạn thấy video hay thì hãy like và chia sẻ giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.